Các bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1825, cùng kêu thông huyền phàm một. Dương Phong lập tức ngăn cản nàng ta, cũng dặn dò mình không thích người nhà quỳ lạy mình. Sau khi suy tư một chút, Dương Phong nói với ma thú chi mẫu, ngươi đã gọi ta là chủ nhân, về sau liền theo họ ta. Ngươi đây cũng coi như là sống thêm một kiếp, từ nay về sau, ngươi liền gọi là Dương Hồi. Ma thú chi mẫu, không, từ giờ trở đi, nàng ta tên là Dương Hồi. Dương Hồi kích động hơi không người hành lễ với Dương Phong. "Dương Hồi, đa tạ chủ nhân ban tên." Ngay khi Dương Hồi vừa dứt lời, thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Dương Phong. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thay yêu tâm tìm được chủ nhân thích hợp, phần thưởng nhiệm vụ đã phát." Trên mặt Dương Phong lộ ra vẻ mỉm cười, đúng như hệ thống nói. "Đây chính là nhiệm vụ nhặt được nha. Không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ còn nhận được một thuộc hạ giống như Tây Vương Mẫu trong Sơn Hải Kinh. Đây mới là dáng vẻ nên có khi làm nhiệm vụ. Còn không đợi Dương Phong vui vẻ bao lâu, âm thanh hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phụ, bồi dưỡng Dương Hồi trở thành đại yêu. Phần thưởng, bi trấn nghiện vụ thời gian, 50 ngàn vụ thất bại trừng phạt, giam cầm 10 năm, nụ cười trên mặt Dương Phong cứng lại, hắn bị nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chấn kinh. 10 năm, giam cầm 10 năm, giam cầm này là có ý gì? Là bị giam cầm trong cửa hàng, hay là bị giam cầm trong lĩnh vực vô địch? Nếu như là giam cầm ở trong cửa hàng, hắn phải suy nghĩ một chút. Nếu như là giam cầm ở trong lĩnh vực vô địch của mình, vậy hắn liền không cân nhắc. Như vậy còn cân nhắc cái gì nữa, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, mình có thể tiêu diêu ở Hồ Thiên Ba 10 năm. Dương Phong nhìn Dương Hồi và Thanh Nhã, còn có các ma thú hỏi hang ân cần, trao đổi cảm tình. Không để ý tới, mà lộ ra vẻ mặt chờ mong, liền việc giam cầm 10 năm này hỏi hệ thống, hệ, hệ thống đại gia, cái này, cái này giam cầm 10 năm là có ý gì, lúc nói lời này, Dương Phong trong lòng một mực cầu nguyện. Nhưng mà, lời nói của hệ thống khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nếu như nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị giam cầm trong tiểu hắc ốc của hệ thống 10 năm. Tiểu hắc ốc của hệ thống, Dương Phong thật sự có chút ngơ ngác. hệ thống có tiểu hắc ốc, hắn là ký chủ, sao lại không biết, tiểu hắc ốc, không phải bị giam cầm trong lĩnh vực vô địch 10 năm sao? Hoặc là 10 năm trong cửa hàng, Dương Phong yếu ớt hỏi, vẻ mặt hắn bây giờ đột nhiên trở nên khẩn trương. Ký chủ, ngươi nghĩ hay nhỉ? Hệ thống khinh thường nói. Ký chủ không đáng tin cậy này, nghĩ cũng đẹp thật đấy. Còn giam cầm ở lĩnh vực vô địch, giam cầm ở trong cửa hàng, nếu là như vậy, đó còn là trừng phạt sao? Vậy tiểu hắc ất ở nơi nào, bên trong có những thứ gì? Dương Phong nhíu mày thật sâu, sự tình có chút ngoài dự liệu của hắn. Một căn phòng tối nhỏ ngăn cách ánh sáng, ngăn cách âm thanh, ngăn cách thần thức dò xét, lại không có bất kỳ vật phẩm gì. Nếu như ký chủ tiến vào tiểu hắc ốc, sẽ tạm thời cắt đứt liên hệ với bản hệ thống, hệ thống vừa nói ra lời này, Dương Phong mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu để cho mình tiến vào loại địa phương này, một ngày hai ngày còn được, mười ngày tám ngày cũng không thành vấn đề. Nửa tháng một tháng, còn có thể chịu đựng được nếu như là 10 năm, vẫn là cầm đao tự sát cho xong. Đây tuyệt đối không phải là nơi mà con người có thể ở lại, hệ thống, chúng ta có thể chơi lớn như vậy sao, đây chính là sống không bằng chết A, so với cái chết còn thống khổ hơn, nghĩ đến việc ở trong đó, không thấy ánh mặt trời, lại ngăn cách âm thanh và thần thức, lại không thể nói chuyện phím với hệ thống, vậy thật sự so với giết mình còn khó chịu thống khổ hẳn cần ký chủ nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ, cơ bản không có độ khó gì, ký chủ không cần lo lắng, hệ thống an ủi hắn có thể lý giải tâm. Tình của Dương Phong lúc này, nếu như đổi lại là người khác, cũng sẽ không bình tĩnh tiếp nhận. Vậy đại yêu này là cái gì? Dương Phong tiếp tục dò hỏi. Hệ thống, trải qua tam cửu thiên kiếp, được xưng là đại yêu, trải qua tam cửu thiên kiếp, vậy chẳng phải là muốn đến Nguyên Anh kỳ sao? 50 ngày, Nguyên Anh kỳ, mẹ kiếp, Dương Hồi hiện tại tuy rằng dung hợp yêu tâm, nhưng nàng ta ngay cả linh thú chính thức cũng không tính để cho một dương hồi ngay cả cảnh giới cũng không có, trong vòng 50 ngày vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, đây là đang nói đùa cái gì vậy hệ thống, 50 ngày để dương hồi còn chưa chính thức trở thành linh thú. Trong vòng 50 ngày trở thành đại yêu, ngươi có nhầm lẫn gì không? Ngươi có phải đang tìm cớ, muốn đem bổn trưởng quỷ nhốt vào tiểu hắc ốc kia không? Dương Phong lần này thật sự có chút sốt ruột, nếu cho hắn một năm nửa năm, hắn còn có lòng tin. Nhưng mà, đây là 50 ngày a, à, thời gian chưa đến 2 tháng, đây quả thực là chuyện viễn vông chính mình cũng không lợi hại như vậy loại biểu hiện này của dương phong nằm trong dự liệu của hệ thống ký chủ ngươi quá coi thường yêu tâm này rồi đây chính là vạn yêu chi tâm từ tinh huyết của vạn con thiên yêu dung hợp mà thành có thể khiến cho linh thú có được yêu tâm nhanh chóng đạt tới cấp bậc đại yêu hệ thống không nhanh không chậm nói đồng thời hắn cũng giới thiệu với dương phong thế nào là thiên yêu dương phong sau khi nghe xong vẫn có chút không yên lòng hệ thống ngươi nói là thật sao vậy ngươi hãy thề đi chỉ có hệ thống phát thệ, Dương Phong mới có thể chân chính an tâm. Hành vi không tín nhiệm này của Dương Phong, làm hệ thống có chút tức giận. Bản hệ thống đã lừa ngươi bao giờ chưa, vậy mà còn không tin tưởng bản hệ thống. Nếu như ký chủ ngươi cho rằng lời của hệ thống là giả, vậy ký chủ ngươi cứ đợi bị nhốt vào tiểu hắc ốc đi, hệ thống nói xong, liền không để ý tới Dương Phong nữa. Vô luận Dương Phong gọi như thế nào, xin lỗi như thế nào, hệ thống cũng không lên tiếng. Hừ, hệ thống này thật là nhỏ mọn chỉ đùa một chút thôi mà cũng giận khụ khụ dương phong giả vờ ho kha một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người lại dương hồi bổn trưởng quỷ mở cho ngươi một con đường thông tới cửa hàng lúc rảnh rỗi thì tới đây ngồi chơi chờ sau khi dung hợp với phàm huyền hoang giới ngươi có thể ở lại trong cửa hàng luôn dương hồi dù sao bây giờ vẫn là hóa thân của thiên đạo cùng kiêu hoang giới thân phận ma thú chi mẫu của cùng kiêu hoang giới ở phàm huyền hoang giới mấy ngày còn được nhưng ở lâu dài thì không được. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là liên thông cùng kiêu hoang giới cùng phàm huyền hoang giới. Như vậy, Dương Hồi có thể thường xuyên tới. Chờ sau khi dung hợp cùng kiêu hoang giới, nàng ta có thể tùy ý ở lại trong cửa hàng. Vâng, chủ nhân, Dương Hồi rất hưng phấn, như vậy nàng ta có thể tùy thời đi theo bên cạnh chủ nhân, mấy ma thú của cùng kiêu hoang giới cũng rất hưng phấn, quan hệ của bọn chúng với Dương trưởng quỷ lại càng thêm thân thiết hiện tại bọn chúng phi thường minh bạch dương phong rốt cuộc đáng sợ đến mức nào chỉ cần có thể có chút quan hệ với tồn tại như vậy đó chính là được lợi ích không nhỏ a à. dương phong lấy ra truyền tống môn lúc trước đặt ở thánh nguyên hoang giới đặt ở cách bi công đức không xa mấy vị cùng đi tới cửa hàng của bổn trưởng quỷ xem một chút đi dương phong nhìn mấy ma thú vẽ mặt chờ mong nói đa tại dương trưởng quỷ mấy ma thú mừng rỡ như điên có thể đến nơi dương phong ở đó là một loại vinh hạnh Dương Phong nói xong, liền biến mất tại chỗ, trước một bước trở về cửa hàng. Dương Hồi tỉ tỉ, ta nói cho ngươi biết, hiện tại cửa hàng rất thú vị, Thanh Nhã kéo Dương Hồi đi về phía cổng truyền tống, vừa đi vừa giới thiệu về cửa hàng. Hồ Thiên Ba Trời vừa hửng sáng, trên không trung Hồ Thiên Ba, một đạo quang mang chợt lóe. Thanh Nhã mang theo Dương Hồi cùng mấy con siêu thần ma thú, thông qua cổng truyền tống đi tới bầu trời Hồ Thiên Ba. Linh khí ngũ hành ở đây thật nồng đậm, Dương Hồi cảm nhận được linh khí ngũ hành xung quanh, hai mắt sáng rực. Sau khi dung hợp yêu tâm, nàng đối với việc tu tiên cũng vô cùng quen thuộc. Dù sao, yêu tâm cũng được dung hợp từ tinh huyết của vạn con thiên yêu. Có thể nói cảnh giới thấp nhất của nàng có thể đạt tới trình độ thiên yêu. Vượt qua tam cửu thiên kiếp được gọi là đại yêu, vượt qua lục cửu thiên kiếp được gọi là linh yêu, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, sẽ được gọi là thiên yêu, nếu dương hồi không vẫn lạc, ít nhất có thể trở thành linh thú cảnh giới đại thừa. Khi nàng nhìn thấy kim thân của Dương Phong ở giữa hồ Thiên Ba, vội vàng kêu to, "A, à, đó là tượng của chủ nhân." Giọng nói của nàng đã thu hút sự chú ý của những người và ma thú đang xếp hàng trong lãnh địa cửa hàng. Tất cả đều đưa mắt nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy trên không trung xuất hiện hơn 10 con siêu thần ma thú, đều không khỏi kinh ngạc, lập tức bàn tán xôn xao. Nếu không có Thanh Nhã ở đó, bọn họ đã sớm vây quanh hỏi thăm hơn 10 con siêu thần ma thú này đến từ đâu. Dương hồi tỷ tỷ, đây không phải là tượng, đây là kim thân của chủ nhân. Thanh nhã sửa chữa lời nói của Dương hồi. Đồng thời cũng giới thiệu cho nàng công dụng của kim thân Dương Phong. Vừa nghe nói có thể thực hiện nguyện vọng, Dương hồi và những ma thú kia lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện. Sau khi ước nguyện xong, Thanh Nhã chỉ vào cửa hàng cách đó không xa. Dương hồi tỷ tỷ, đây chính là cửa hàng của chủ nhân, nói xong liền dẫn Dương Hồi cùng những người khác đi về phía cửa hàng, quá tốt rồi, Dương trưởng quỹ đã mở thông đạo đến cùng kiêu hoang giới, ở phía xa, sau khi Mộc Du và Thương Dương nhìn thấy hơn 10 con siêu thần ma thú kia, mừng rỡ như điên, bọn họ nhận ra ba con siêu thần ma thú đỉnh phong trong số hơn 10 con siêu thần thú của cùng kiêu hoang giới. Dù sao bọn họ đều đã từng tiếp xúc, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của chúng. Cùng kiêu hoang giới, Vu Thiên Khí đi cùng Mộc Du và Thương Dương, lần đầu tiên nghe nói đến cùng kiêu hoang giới này. Không sai, bọn họ chính là ma thú của cùng kiêu hoang giới. Lúc trước một du bắt đầu giới thiệu về cùng kiêu hoang giới cho vua thiên khí và cô thiên lan. Lúc thanh nhã dẫn dương hồi cùng những người khác vào cửa hàng, vừa vặn gặp tiểu bạch cùng những người khác đi xuống từ lầu 2 của cửa hàng. Tiểu bạch ca ca, huyền phi ca ca, hồng vân tỷ tỷ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, thanh nhã chỉ vào dương hồi nói, đây là dương hồi tỷ tỷ, đồng thời, cũng giới thiệu thân phận của Tiểu Bạch cùng những người khác cho Dương Hồi. Nàng, nàng vậy mà là ma thú chi mẫu, Tiểu Bạch cùng những người khác trừng mắt há mồm, mới mấy tháng không gặp, sao lại biến thành một bộ dạng khác rồi. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Dương Hồi nhìn thấy Dương Phong đang ngồi trên ghế sofa, vội vàng chạy tới chào hỏi. Lúc này, Hổ Thiên Thiên, Trần Lâm, Triệu Kính Chi cũng từ lầu hai cửa hàng đi xuống. Sau khi bọn họ nhìn thấy Dương Hồi cùng những người khác, đều sững sờ. Mọi người lại đây làm quen một chút, đây là dương hồi dương phong gọi mọi người lại giới thiệu cho bọn họ dương hồi đã gọi hắn là chủ nhân vậy thì phải có một thân phận ừm bây giờ là một thị nữ của bổn trưởng quỷ dương phong tạm thời cho dương hồi thân phận thị nữ trần lâm cùng những người khác không biết dương hồi là do thiên đạo của cùng kiêu hoang giới biến thành ma thú chi mẫu rồi từ ma thú chi mẫu biến thành bộ dạng bây giờ hiện tại sau khi biết được đều giơ ngón tay cái lên với dương hồi đồng thời cũng may mắn thay nàng có thể gặp được trưởng quỷ, trở thành thị nữ của trưởng quỷ. Hồi tỷ, ta làm thẻ hội viên cho các ngươi nhé, sau khi mọi người làm quen xong, Triệu Kính Chi bảo mọi người đến quầy, làm thẻ hội viên cho bọn họ. Dù sao Dương Hồi cũng từng là thiên đạo, Triệu Kính Chi gọi nàng một tiếng tỷ, đó cũng là Triệu Kính Chi đang chiếm tiện nghi. Cảm ơn. Dương Hồi cũng rất thích cách gọi hồi tỷ này. Thanh Nhã, ngươi dẫn Dương Hồi đi làm quen với cửa hàng một chút, sau khi làm thể hội viên xong dương phong bảo thanh nhã dẫn dương hồi cùng những người khác đi làm quen với cửa hàng vân chủ nhân bên ngoài cửa hàng thiên đạo này cũng được đấy vì cùng kiêu hoang giới mà hy sinh như vậy mọi người nghe một du giới thiệu không khỏi khâm phục dương hồi nhưng mà cùng kiêu hoang giới thật may mắn khi gặp được lão đại đúng vậy không biết lão đại khi nào sẽ đi thiên âm hoang giới để thiên âm hoang giới cũng dung hợp vào phàm huyền hoang giới ngay lúc vu thiên khí cùng những người khác đang thảo luận một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai u, mọi người đều ở đây à, mọi người không cần nhìn mặt cũng biết người nói là ai. Ồ, Thánh Thiên, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây vậy, người đến chính là Thánh Thiên. Sau khi Minh vực đi vào quỷ đạo, hắn có thời gian đến đây chơi. Có thể nên ngang đi ra khỏi Minh vực, chỉ có hai người. Một là hắn, Thánh Thiên, người thứ hai là Minh phủ chi chủ Hầu Đồ, nhưng Hầu Đồ rất bận rộn, hiếm khi đến đây hắc hắc, rảnh rỗi không có việc gì làm, đến ngồi chơi một chút, Thánh Thiên đi tới giữa mọi người, nói cho các ngươi biết, hôm nay có một người thú vị đến, Vu Thiên Khí nói với vẻ thần bí, người thú vị, thú vị đến mức nào, Thánh Thiên không để ý, mấy năm làm thiên đạo, ta cái gì mà chưa từng thấy qua, bây giờ làm minh vực chi chủ, kiến thức càng nhiều hơn. Ngoại trừ chuyện của cửa hàng, còn có chuyện gì thú vị khác xảy ra sao, vừa rồi có một người đến, nàng ta từng là thiên đạo thánh thiên vừa nghe hai chữ thiên đạo hai mắt liền sáng lên quả thật thú vị trong cửa hàng dương phong vào hệ thống tìm một vòng nhưng không tìm thấy vật phẩm thưởng nhiệm vụ hệ thống sao phần thưởng nhiệm vụ này lại không có dương phong tìm kiếm trong không gian hệ thống rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy phần thưởng xin ký chủ chú ý đọc kỹ đề bài giọng nói có chút bất đắc dĩ của hệ thống vang lên đọc kỹ đề bài dương phong có chút nghi ngờ đọc kỹ cái gì mở khu đóng quân của tông môn thế lực dương phong xem lại phần thưởng của nhiệm vụ phần thưởng nhiệm vụ không phải là một vật phẩm mà là mở khu đóng quân của tông môn thế lực hệ thống đây là ý gì dương phong không hiểu rõ ý này lắm hệ thống cũng đã dự liệu được với ký chủ không đáng tin cậy này tuyệt đối là không thể hiểu được ý nghĩa của việc mở khu đóng quân của tông môn thế lực vì vậy hệ thống đã giải thích chi tiết cho dương phong Thứ nhất, sau khi mở khu đóng quân của tông môn thế lực, có thể xây dựng một khu đóng quân của thế lực trong một số bí cảnh của cửa hàng, làm điểm trung chuyển để vào bí cảnh. Chức năng cụ thể cần phải do hội viên tự mình trải nghiệm và nghiên cứu. Ồ, chức năng này được đấy, sau khi nghe xong, Dương Phong cảm thấy việc xây dựng một khu đóng quân của thế lực trong bí cảnh, làm điểm trung chuyển để vào bí cảnh là một ý tưởng rất sáng tạo. Điều này rất giống với game online trên trái đất. Thứ hai, sau này vật phẩm bán ra của cửa hàng sẽ xuất hiện khu đóng quân do hệ thống tạo ra và một số vật phẩm cần thiết cho tông môn thế lực. Đây cũng là sau này, những vật phẩm này sẽ có tỷ lệ xuất hiện cao hơn khi bán ra. Đối với vũ khí, công pháp, đang dược trước đây, hệ thống sẽ giảm tỷ lệ xuất hiện. Đối với điểm này, Dương Phong vẫn ủng hộ. Hắn muốn xem khu đóng quân do hệ thống tạo ra và một số vật phẩm cần thiết cho tông môn thế lực trông như thế nào. Thứ ba, sau này sẽ xuất hiện một số không gian tinh thần đặc biệt mà chỉ những thế lực nhất định mới có thể vào. Hệ thống cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, chắc hẳn Dương Phong có thể hiểu được. Không có thứ tư sao? Sau khi hệ thống nói xong, Dương Phong im lặng hơn một phút mới nói ra câu này. Hệ thống đầy đầu hắt tuyến, gặp phải một ký chủ như vậy, thật sự là bi ai của hệ thống. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thứ có thể sử dụng được. Hệ thống còn có thể nói gì nữa? Người do mình chọn, dù có khóc cũng phải chịu. Ừm, được rồi, sau này để bổn trưởng quỹ xem thử, những vật phẩm mà tông môn thế lực cần đến tục cùng là cái dạng gì, hiện tại Dương Phong không có khái niệm gì về những vật phẩm mà tông môn thế lực cần. Chỉ có thể đợi sau khi những vật phẩm này xuất hiện mới biết được chúng như thế nào. Ký chủ yên tâm, tuyệt đối là những vật phẩm có thể gây chấn động toàn bộ phàm huyền hoang giới, hệ thống vẫn rất tự tin về điểm này. Chỉ cần lấy ra một vật phẩm bất kỳ cũng có thể khiến các thế lực ở phàm huyền hoang giới tranh giành đến sức đầu mẻ tráng trưởng quỷ, ta đến thăm ngươi, thánh thiên chạy lon ton đến bên cạnh Dương Phong. Bổn trưởng quỷ thấy bộ dạng này của ngươi, chắc là có chuyện gì rồi, Dương Phong nhìn thánh thiên với vẻ mặt tươi cười nói. Đôi mắt nhỏ kia lộ ra vẻ lo lắng, ai cũng có thể nhìn ra được. Thánh thiên gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. Hắc hắc, quả nhiên là không thể qua mắt được trưởng quỷ, chỉ cần liếc mắt một cái là ngươi đã nhìn ra thánh thiên có chuyện. Bất kể việc có thể làm được hay không, Trước tiên cứ nịnh bợ một chút là không sai. Nói đi, là chuyện gì? Dương Phong cười khổ lắc đầu, Thánh Thiên này thật sự rất biết cách lấy lòng người khác, hy vọng chuyện của hắn sẽ không kích hoạt nhiệm vụ gì, chưởng quỷ, là như vậy, vật phẩm. Nói đến đây, Thánh Thiên có chút ngại ngùng không nói tiếp được, sau khi biết cửa hàng bán một số vật phẩm, các quỷ sai ở Minh phủ liền mong muốn trong số những vật phẩm được bán ra của cửa hàng, khi nào sẽ xuất hiện vật phẩm mà quỷ hồn bọn họ có thể sử dụng. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thánh Thiên thường xuyên đến cửa hàng gần đây. Chính là để giúp xem cửa hàng có bán ra vật phẩm mà quỷ hồn có thể sử dụng hay không. Ồ, ngươi nói là chuyện này à, yên tâm, sắp rồi, bản thân Dương Phong cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện vật phẩm mà quỷ hồn Minh vực có thể sử dụng. Chỉ có thể dùng những từ như sắp rồi để qua loa. Hệ thống, ngươi nghe thấy chưa, lần sau khi tạo ra vật phẩm thì chiếu cố Minh vực một chút dương phong dạng dò hệ thống hệ thống ký chủ yên tâm đã sắp xếp rồi nếu hệ thống đã nói như vậy có lẽ lần sau khi bán ra vật phẩm sẽ xuất hiện vật phẩm dành riêng cho vong linh minh vực đến hội đấu giá cuối năm ngươi dẫn người đến xem biết đâu sẽ có bất ngờ đấy lấy sự hiểu biết của dương phong về hệ thống ở hội đấu giá cuối năm rất có khả năng sẽ xuất hiện vật phẩm chuyên thuộc về vong linh minh vực ha ha tốt vậy ta sẽ bàn giao với bọn họ thánh thiên đại hỷ nhưng bọn họ chưa từng thấy minh tệ tồn tại. Lúc thánh nguyên hoang giới dung hợp vào minh vực, tất cả tiền tệ, khoáng thạch đều chuyển thành minh tệ và minh khoáng thạch. mấy ngày nay hắn phải chuẩn bị thêm minh tệ mới được. Dương hồi sau khi trải nghiệm cơ sở vật chất của cửa hàng một lần, đột nhiên cảm giác được một luồng linh lực từ yêu tâm tuôn ra. ngay lập tức một đạo kim quang từ yêu tâm lóe lên, tiến vào thần hồn của nàng. Dương hồi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong dường như có thứ gì đó trở nên rõ ràng hơn. Dương Hồi đến bên cạnh Dương Phong, cung kính nói, chủ nhân, ta muốn về cùng kiêu hoang giới bế quan một thời gian, Dương Phong nghe vậy, liền biết Dương Hồi sắp đột phá. Ừm, um, đi đi, hy vọng lần sau gặp ngươi, sẽ thấy ngươi có sự thay đổi lớn, Dương Phong nói xong, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đặt vào trong đó một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hy vọng những linh thạch này có ích cho Dương Hồi. Dương Hồi cũng không từ chối, sau khi cam đoan chắc chắn sẽ không để dương phong thất vọng mới rời đi sau khi dương hồi đi đại trưởng lão liệt diễm ma viên vương của hội trưởng lão cùng kiêu hoang giới vội vàng đến trước mặt dương phong dương trưởng quỷ chúng ta có thể mang một số ma thú của cùng kiêu hoang giới đến đây không chỉ cần đến cửa hàng sau khi trải nghiệm kẻ nào đầu óc không đần độn đều biết tiếp theo nên làm gì hắn biết rõ không thể mang theo số lượng lớn ma thú đến nhưng mang theo một nhóm ma thú có thiên phú nhất của cùng kiêu hoang giới đến là không có vấn đề gì. Hắn còn chưa biết tình hình bên này thế nào, nhưng chỉ cần dương trưởng quỷ đồng ý, hắn có thể yên tâm mang theo những ma thú có thiên phú nhất đến. Việc này không có vấn đề gì, ngươi đi tìm thiên minh, thương lượng điều kiện với bọn họ. Sau đó có thể phái ma thú đến đóng quân ở đây rồi, Dương Phong chỉ điểm. Tuy rằng hiện tại bọn họ không cần đóng quân ở Thiên Ba Hồ, có thể thông qua truyền tống môn từ cùng kiêu hoang giới đến trước cửa hàng. Nhưng sau này, cùng kiêu hoang giới dung hợp vào phàm huyền hoang giới, sẽ không còn truyền tống môn nữa. Bọn họ vẫn phải xây dựng một căn cứ ở đây. Đa tại dương trưởng quỷ chỉ điểm. Liệt diễm ma viên vương hành lễ với dương phong song, liền đi ra khỏi cửa hàng. Giữa không gian sâu thẳm. Một khe nứt không gian xuất hiện. Từ khe nứt không gian, một hòa thượng tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, mặt cà sa, tay cầm một chuỗi Phật châu bước ra. Thoạt nhìn, hòa thượng này có vẻ mặt từ bi hiền lành. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hòa thượng này mang theo một tia sát khí. Hòa thượng bước ra khỏi khe nứt không gian, khe nứt không gian sau lưng tự động khép lại. Hòa thượng nhìn xung quanh, liền xác định một hướng. Ha ha, ngoan nhân tiên đế, Phật gia đến siêu độ ngươi đây, nói xong liền biến mất tại chỗ, trong cửa hàng. Dương Phong đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra ngoài cửa hàng. Ngay khi hắn sắp bước ra khỏi cửa hàng, âm thanh hệ thống phát ra nhiệm vụ vang lên. Hệ thống phát ra nhiệm vụ chi nhánh, một Tiêu diệt đệ tử Phật môn, 2. Tìm hiểu tình hình tiên giới, phần thưởng, Phật quan, vật phẩm bán ra x3. Thời hạn nhiệm vụ, một ngày, hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, tử vong, dương phong sử người một lúc, sau đó đi ra ngoài cửa hàng. Vừa đi vừa cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sao tự nhiên lại xuất hiện đệ tử Phật môn, thật kỳ lạ hệ thống chuyện này là thế nào dương phong ném vấn đề này cho hệ thống đã có đệ tử phật môn xuất hiện ở phàm huyền hoang giới hệ thống không giấu giếm trực tiếp nói ra việc đệ tử phật môn đến phàm huyền hoang giới dương phong nghe xong sững sờ tên đệ tử phật môn này đến đây làm gì theo như mô tả trong nhiệm vụ của hệ thống tên đệ tử phật môn này đến từ tiên giới chờ đã tiên giới đột nhiên trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của ngoan nhân tiên đế chẳng lẽ tên đệ tử phật môn này đến tìm ngoan nhân tiên đế hệ thống có phải tên đệ tử phật môn này đến từ tiên giới không nếu tên đệ tử phật môn này thật sự đến từ tiên giới vậy hắn chắc chắn là đến tìm ngoan nhân tiên đế hệ thống đúng vậy được hệ thống xác nhận dương phong nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói như vậy tên đệ tử phật môn này chính là đến tìm ngoan nhân tiên đế vậy để bản trưởng quỷ xem thử phong thái của phật môn ra sao xem ra phải đưa thiên khung thiết bích vào kế hoạch rồi, một khi đã có người phá vỡ không gian của vũ trụ này, vậy sẽ có lần thứ hai. Muốn ngăn chặn triệt để chỉ có thể dùng thiên khung thiết bích, nếu không về sau sẽ phiền phức không dứt. Nhưng sau khi kích hoạt thiên khung thiết bích, sẽ xuất hiện một vấn đề. Sẽ có khả năng kết nối với các không gian khác. Về sau muốn dung hợp các hoang giới khác vào phàm huyền hoang giới, sẽ trở nên rất khó khăn. Trừ phi ta nâng cấp cửa hàng lên rất cao, nếu không thì cơ bản không thể dung hợp các hoang giới khác vào phàm huyền hoang giới. Trên bầu trời thế giới huy hoàng, một hòa thượng đầu trọc tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, nhìn thế giới huy hoàng phía dưới, hai mắt hiện lên một tia hung quang. Tên hòa thượng đầu trọc này chính là kẻ đã phá vỡ không gian, đuổi giết ngoa nhân tiên đế. Hắn đến từ Phật giới, pháp danh Tuệ Quang, một trong bát đại kim cương dưới trướng di Lặc Phật tổ của già Lam Phật Môn. Nơi này lại có khí tức của đạo môn, ở tiên giới, Phật và tiên thế nước với lửa. Trong trăm hội nguyên gần đây, Phật giới liên kết với tà ma, phát động đại chiến với tiên giới, giành được ưu thế áp đảo. Hiện tại tiên giới chỉ có thể liên hợp tất cả lực lượng, khổ sở chống đỡ. Có lẽ, sau vài hội nguyên nữa, tiên giới có thể sẽ bị Phật giới và tà ma chiếm lĩnh hoàn toàn. Tuệ quan cảm nhận được từ tinh cầu phía dưới truyền đến một tia khí tức nhà nhạc của đạo môn, khóe miệng hơi nhếch lên. Ha ha, ngoa nhân tiên đế, chắc hẳn đây là kiệt tác của ngươi, tuệ quan cảm nhận được khí tức của ngoan nhân tiên đế ở thế giới huy hoàng. Tuy rằng một tia tàn hồn của ngoan nhân tiên đế đã tiêu tán, nhưng tuệ quan vốn cùng cảnh giới với ngoan nhân tiên đế. Vẫn cảm nhận được rất rõ ràng ngoan nhân tiên đế đã từng ở tinh cầu này. Để Phật gia xem thử, sau nhiều năm như vậy ngươi đã phát triển đạo giáo thành dạng gì, tuệ quan nói xong, bước chân về phía thiên ba hồ. Bên bờ thiên ba hồ. Thủy lân ngẩng đầu, Nhìn tuệ quang xuất hiện trên không trung. Trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, vì sao khí tức trên người kẻ này lại khiến ta chán ghét như vậy, Thụy Lân cũng không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này. Suy nghĩ một lúc, nhưng không tìm ra manh mối nào. Thụy Lân lắc đầu, nếu không nghĩ ra thì thôi, ánh mắt hắn lại tập trung vào tuệ quang. Hừ, nếu đã khiến ta chán ghét, vậy chắc chắn không phải thứ tốt, để đại gia nuốt ngươi, Thụy Lân mặc kệ gã đầu trọc này là ai, dám khiến hắn khó chịu chán ghét. Vậy thì biến ngươi thành thức ăn trong bụng ta. Ngay khi hắn định hành động, thì thấy Dương Phong đang cười tủm tỉm nhìn hư không. Thụy Lân biết tuệ quan này không phải là món ăn của hắn, hai, đáng tiếc, Thụy Lân tiếc núi lắc đầu. Nhưng đây cũng là hắn may mắn, nếu hiện tại Thụy Lân ra tay với tuệ quan. Chỉ một ánh mắt của tuệ quan, cũng đủ khiến hắn tan thành mây khói. Tuệ quan bước ra một bước, liền đến trên không trung cửa hàng, đúng lúc này. Tuệ Quang cảm thấy cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Ồ Tuệ Quang khẽ kêu lên. Mình bị người ta dùng kết giới vây khốn rồi. Tuệ Quang khinh miệt hừ lạnh. Lại có kẻ muốn dùng trò vặt vảnh này để vây khốn ta, thật nực cười. A-di-đà Phật, Tuệ Quang niệm một tiếng Phật hiệu, trên người lóe sáng, Phật lực cuồn cuộn tràn ra xung quanh. Muốn xé nát kết giới đang vây khốn hắn, thế nhưng khi Phật lực cuồn cuộn đó va chạm vào kết giới, lại không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Phật lực cuồn cuộn đó bị kết giới hấp thụ toàn bộ. Ồ trong mắt tuệ quan hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ kết giới này là do ngoan nhân tiên đế bố trí, ngay lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ phía sau tuệ quan. Ha ha, hữu bằng tự phương xa tới, không cũng lạc hồ, tuệ quan nghe xong liền giật mình, đối phương xuất hiện sau lưng mình mà hắn lại không hề hay biết. Hơn nữa, thần thức của hắn vậy mà không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tuy trong lòng kinh hải nhưng trên mặt tuệ quan vẫn mang vẻ từ bi chậm rãi xoay người nếu thần thức không cảm ứng được vậy thì tự mình dùng tuệ nhãn quan sát người nói chuyện không ai khác chính là dương trưởng quỷ lúc tuệ quan đánh giá y dương trưởng quỷ cũng đang quan sát lão hòa thượng nhân vật tuệ quan chủng tộc nhân tộc cảnh giới phật chủ cao giai tương đương tiên đế cao giai thế lực và lam phật môn một trong bát đại kim cương của phật giới quan hệ kẻ địch khí vận, trắng, mệnh cách, số mệnh chưa biết, tiếng lòng, diệt ngoan nhân tiên đế. Xem xong thuộc tính của tuệ quan, dương phong thầm than, cả này quả nhiên là tới tìm ngoan nhân tiên đế. Đúng là ứng với câu đưa người đưa đến nhà, đưa Phật đưa đến Tây, tên lừa trọc này quả nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Muốn tiêu diệt toàn bộ tàn hồn của ngoan nhân tiên đế. Khiến hắn hồn phi phách tán. Tuệ quan quan sát Dương Phong một lượt, muốn từ trên người y tìm ra điểm đặc biệt chính là khí tức đạo môn tỏa ra từ người dương phong khiến hắn chán ghét. Người này không phải ngoan nhân tiên đế, nhưng tuyệt đối có quan hệ mật thiết với ngoan nhân tiên đế. Có lẽ là người thừa kế của ngoan nhân tiên đế cũng nên, A-di-đà Phật, nghiệt chướng, ngươi có phải truyền nhân của ngoan nhân tiên đế, tuệ quan vừa vào vấn đề đã đi thẳng vào trọng tâm. Hắn là Phật, Phật cao cao tại thượng. Với lũ kiến hôi ở dị không gian này, chẳng có Phật Pháp gì đáng để đàm đạo. Cần gì phải khách sáo, nếu khó chịu cứ diệt luôn không gian này vì hắn biết đối mặt với người trẻ tuổi này không đơn giản thậm chí hắn còn không cảm ứng được khí tức của đối phương nhưng vậy thì đã sao nghiệt chướng vẫn là nghiệt chướng dù tu vi cao đến đâu khiến người ta nhìn không thấu thì vẫn là nghiệt chướng dương phong nghe xong thầm chửi một câu ngoan nhân tiên đế nói không sai tên lừa trọc này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì vừa gặp đã mắng người ta là nghiệt chướng người mới là nghiệt chướng cả nhà ngươi đều là nghiệt chướng chỉ một câu nghiệt chướng của tuệ quang đã chọc giận dương phong ta là ai không quan trọng quan trọng là tên lừa trọc nhà ngươi không lo ăn chay niệm phật lại dám đến chỗ của bổn trưởng quỷ ăn nói hàm hồ nói nữa bổn trưởng quỷ có phải truyền nhân của ngoan nhân tiên đế hay không thì liên quan gì đến ngươi dương phong chỉ vào tuệ quang nước bọt văng tung tóe ngay sau đó dương phong liền mắng phật môn thậm tệ nói đệ tử phật mua ngay cả một miếng thịt ngon cũng không có tuệ quang từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt từ bi tay phải không ngừng lần tràn hạt chỉ là trong mắt tuệ quang một tia hung quang lóe lên a di đà phật sau khi dương phong nói xong tuệ quang niệm một tiếng phật hiệu khác thường giọng điệu cũng trở nên âm trầm hơn vài phần hắn đã hiểu người trẻ tuổi trước mắt này quả thật quen biết ngoan nhân tiên đế nếu đã quen biết ngoan nhân tiên đế vậy thì dễ rồi. Thí chủ, buông đao xuống thành Phật, đừng có cấu kết với tà ma ngoại đạo như ngoan nhân tiên đế. Ta thấy thí chủ có duyên với Phật, nếu quy y Phật môn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Phật Pháp thượng thừa. Như vậy, ngươi có thể nhảy ra khỏi tam giới, thoát khỏi ngũ hành, Dương Phong nghe xong liền cười ha hả. Ha ha, xem ra vẫn là Phật môn các ngươi biết cách lừa người, còn nói bổn trưởng quỷ có duyên với Phật, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta là người của đạo môn sao gạt ngoan nhân tiên đế sang một bên xét theo tình hình tiên giới hiện nay phật đạo không đội trời chung có đạo không phật có phật không đạo tuy rằng nơi này là phàm huyền hoang giới không cùng một vũ trụ với tiên giới nhưng hiện tại y là tổ sư đạo môn của phàm huyền hoang giới biết được tình hình tiên giới nếu nói trong lòng không có chút suy nghĩ nào thì không thể nào vốn dĩ Dương Phong đã có thành kiến với Phật giáo, lại thêm chuyện tiên giới nữa. Y và Phật môn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù, nếu đã vậy, vậy, ta chỉ có thể siêu độ cho ngươi. Trả lại cho thế gian này một bầu trời trong sạch, vệ quan nói xong, trong mắt xuất hiện một luồng kim quang. Hắn không chỉ muốn siêu độ Dương Phong, mà còn muốn siêu độ tất cả sinh linh trong không gian này. Ha ha, tên lừa trọc nhà ngươi cũng thú vị đấy, để ta xem mưa siêu độ thế nào, Dương Phong cười lạnh, nơi này là lĩnh vực bất bại của y hôm nay dương trưởng quỷ y muốn diệt phật a di đà phật nghiệp chướng nhà ngươi hãy cùng biến mất với không gian này đi tuệ quan nói xong vung tay phải về phía dương phong tang một luồng phật lực đủ để hủy diệt không gian này từ tay phải tuệ quan phóng ra hướng về phía kết giới xung quanh bên trong kết giới phật quan tứ phía khi phật quan chạm vào kết giới toàn bộ đều bị kết giới hấp thu nhìn dương phong hai tay chấp sau lưng trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Phật lực hủy thiên diệt địa kia, khi còn cách người dương phong một tấc bỗng nhiên như có linh tính. Tất cả đều tránh né thân thể y, hướng về bốn phía. Lúc này, Dương Phong giống như một vị thần tối cao, bất khả xâm phạm. Sau khi Phật lực bị kết giới hấp thu toàn bộ, vệ quan nhìn Dương Phong với ánh mắt ngưng trọng. Người trẻ tuổi này, quả nhiên khó đối phó, ba phần pháp lực của hắn vậy mà không thể lay chuyển đối phương nếu đã vậy vậy thì dùng bảy phần pháp lực a di đà phật xem ra ta đã xem thường ngươi rồi tuệ quang nói xong đưa tay ra một chữ vạn màu vàng xuất hiện từ lòng bàn tay hắn chữ vạn vừa xuất hiện liền hướng về phía dương phong trấn áp xuống dương phong nhìn chữ vạn càng lúc càng gần càng lúc càng lớn trên mặt lộ vẻ chán ghét ha ha ta ghét nhất nhìn thấy chữ này dương phong vừa dứt lời chữ vạn kia như nghe hiểu đầu tiên là dừng lại giữa không trung sau đó chậm rãi tiêu tán dương phong cũng ngẩn người vừa rồi y thật sự không hề thi triển bất kỳ kỹ năng nào chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng xem ra phật pháp này cũng biết người nào nên chọc người nào không nên chọc ừm đúng rồi phật pháp vô tội có tội là lũ đệ tử phật môn sử dụng phật pháp này nếu phật môn có tội vậy thì diệt ma ta cũng giống như sáng lập đạo môn vậy sẽ sáng lập một phật môn khác một phật môn hoàn toàn mới Tuệ quan không thể tin nổi nhìn Dương Phong, chỉ một cuốn ni, chỉ là một câu nói bình thường. Vậy mà khiến công kích của hắn tự động tiêu tán, sao có thể, sao có thể như vậy, hai mắt tuệ quan tràn đầy vẻ khó tin, lúc này hắn cũng không còn vẻ mặt từ bi nữa. Thay vào đó là sự khó tin cùng một tia hung lệ điên cuồng. Ha ha, nói đi, tình hình tiên giới hiện nay thế nào? Dương Phong ung dung nhìn đối phương. Nếu đối phương chịu nói ra tình hình tiên giới hiện tại, y sẽ cho hắn chết thoải mái, nếu đối phương không biết điều, vậy thì đừng trách y, lúc này, tuệ quan nào còn nghe thấy Dương Phong nói gì. Giờ phút này, hắn đã tức giận đến mức mất hết lý trí, sát khí đằng đằng, đại luân hồi thiên chỉ, hét lớn một tiếng, tuệ quan chỉ một ngón tay về phía Dương Phong. Đây là chiêu thức mạnh nhất của tuệ quan. Trên ngón tay hắn, một luồng linh lực màu đen quỷ dị xuất hiện. Luồng linh lực này không phải Phật lực, mà giống như minh lực đến từ địa ngục một chỉ này có thể hủy thiên diệt địa. Một khi xuất hiện, toàn bộ không gian vũ trụ sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ngay cả ở tiên giới cũng sẽ khiến không gian chấn động. Nếu không phải đang ở trong lĩnh vực bất bại của Dương Phong, cho dù không gian phàm huyền hoang giới đã được hệ thống gia cố. Dưới uy lực của một chỉ này, toàn bộ không gian cũng sẽ sụp đổ. Năm sư ngoan nhân tiên đế bị tuệ quan đánh lén bằng chiêu này nên mới ôm hận mà chết, có thể thấy một chỉ này uy lực mạnh mẽ đến nhường nào, dù sao tuệ quan cũng là cường giả cấp bậc tiên đế. Trong số các tiên đế, hắn cũng thuộc hàng ngũ những kẻ mạnh nhất, thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ, Dương Phong nhìn uy lực của một chỉ này, trong lòng không hề gợn sóng. Chỉ bà ngươi mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta, tan đi, Dương Phong vừa dứt lời, đại luân hồi thiên chỉ hủy thiên diệt địa kia liền biến mất. Y chỉ thốt ra hai chữ. Võng vẹn hai chữ, đã khiến công kích mạnh nhất của tuệ quan tan thành mây khói. Vệ Quan ngây người, chuyện gì đã xảy ra, tại sao Phật lực của hắn lại biến mất, Đại Luân Hồi Thiên Chỉ của hắn đâu? Vệ Quan nhìn ngón tay mình, rồi lại nhìn Dương Phong đang cười tủm tỉm. "Là y, sao có thể, tuyệt đối không thể nào." Vệ Quan không tin chỉ với hai chữ của đối phương mà đã khiến công kích mạnh nhất của hắn tiêu tán. "Hắn không tin tà." Vệ Quan tụ tập toàn bộ Phật lực trong cơ thể, một lần nữa thi triển công kích mạnh nhất về phía Dương Phong, Đại Luân Hồi Thiên Chỉ, hắn gầm lên năm chữ đầy hung ác: Thế nhưng khí tức hủy thiên diệt địa không xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt tuệ quan khó coi như ăn phải phân, cực kỳ khó coi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao lại như vậy, tuệ quan không hiểu tại sao hắn không thể thi triển chiêu thức. Rõ ràng Phật lực trong cơ thể đang cuồn cuộn, nhưng sau khi rời khỏi cơ thể, Phật lực liền biến mất không dấu vết. Hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Hắn đường đường là Phật chủ cảnh nha, dương phong cười tủm tỉm nhìn tuệ quang chỉ vậy đã chịu thua rồi sao sức chịu đựng kém quá vậy dương phong nghĩ cũng thông dong nếu bây giờ y dùng tu viên nguyên anh cao dai trở về địa cầu đối mặt với một đứa trẻ con ngay cả một chút linh lực cũng không thể sử dụng xem y có còn nghĩ như vậy không ha ha đừng giải dụa vô ích nữa với thực lực hiện tại của ngươi ta một bàn tay có thể đập chết cả đám dương phong nheo mắt chậm rãi bước về phía tuệ quang Dương Phong quyết định sử dụng thu hồn thực đã lâu không dùng. Nhìn bộ dạng của Tuệ Quang, chắc chắn hắn sẽ không chịu khai báo thành thật. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Tuệ Quang lúc này có chút cuồng loạn. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn thành Phật gặp phải chuyện quỷ dị thế này. Rốt cuộc đối phương là ai? Tại sao lại xuất hiện trong không gian vũ trụ cấp thấp này? Dương Phong đi tới trước mặt Tuệ Quang, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách bổn chưởng quỷ. Trước khi Tuệ Quan kịp phản ứng, tay Dương Phong đã chụp lấy cái đầu bóng lưỡng của hắn. Thu hồn thuật triển khai, nhưng mà Dương Phong đang thi triển thu hồn thuật, chưa đến một cái chớp mắt đã gặp phải lực cản. Trong thần hồn của Tuệ Quan, có người đã đặt một đạo cấm chế. Thu hồn thuật vừa chạm vào đạo cấm chế này, liền kích phát nó. Trong cấm chế lập tức phóng ra một đạo Phật lực, trực tiếp hủy diệt thần hồn của Tuệ Quan. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, dương phong không hề có chút phòng bị nào sau khi thần hồn bị phật lực hủy diệt sinh mệnh của tuệ quang cũng chấm dứt hắn ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có có thể nói là thân tử đạo tiêu là tên khốn kiếp nào làm ra chuyện này suýt nữa thì hỏng việc của bổn trưởng quỷ dương phong tức giận mắng may mà trong nháy mắt đã nhận được rất nhiều tin tức từ tiên giới nếu không nhiệm vụ của hắn tuyệt đối không thể hoàn thành sau khi sinh mệnh của tuệ quang biến mất trong đầu vang lên thông báo hệ thống hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong nhìn Tuệ Quang đứng trước mặt, không còn chút sinh khí, hỏi hệ thống. Hệ thống, thân thể của tên lừa trọc này chắc là rất hữu dụng phải không? Đây chính là Phật thể, dù chỉ là một miếng thịt hay một mảnh xương, cũng là chí bảo vô thượng. Cơ thể của tên lừa trọc này có ích cho bổn hệ thống, còn về Phật lực trong cơ thể hắn. Bổn hệ thống sẽ lấy ra một phần trăm Phật lực, để chúng tràn ngập khắp phàm huyền hoang giới phần Phật lực còn lại, bổn hệ thống có chỗ dùng khác, Phật lực của một vị Phật chủ, dù chỉ lấy ra một phần trăm. Cũng đủ để cho mỗi góc nhỏ của phàm huyền hoang giới đều tràn ngập Phật lực. Dương Phong thu thi thể của tuệ quan vào không gian hệ thống, giao cho hệ thống xử lý. Hắn thu hồi kết giới, đi tới bên hồ Thiên Ba. Những gì vừa xảy ra, không ai hay biết. Cũng không ai cảm nhận được điều gì khác lạ. Chỉ có Thụy Lân nhìn Dương Phong với ánh mắt tiếc nuối việc Dương Phong có thể giết chết tên đầu trọc đáng ghét kia, hắn không hề bất ngờ. Cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Còn về sự tiếc nuối, là vì món ngon của hắn, tên đầu trọc kia, đã không còn nữa, Dương Phong lấy ghế dựa ra, nằm xuống, hai tay gối sau đầu. Xem ra tình hình tiên giới đang rất bất ổn, từ ký ức của tuệ quan, Dương Phong đã biết được tình hình hiện tại của tiên giới. Tiên giới chia làm 24 vực hiện tại đã có hai mươi vực rơi vào tay phật môn và ma tộc không chỉ vậy tiên yêu giới vốn có quan hệ tốt với tiên giới đã hoàn toàn bị phật môn và ma tộc chiếm lĩnh yêu tộc của tiên yêu giới không bị giết thì cũng bị ép luân hồi hoặc bị giam cầm hoặc bị nô dịch kẻ may mắn chạy thoát được tới tiên giới nương náu trong bốn vực còn lại cùng các tiên nhân cẩu kéo dài hơi tàn tình hình này chẳng mấy chốc nữa nhiều nhất là mười hội nguyên bốn vực cuối cùng của tiên giới sẽ bị phật môn và ma tộc công phá đến lúc đó phật môn và ma tộc sẽ thống nhất tiên yêu hai giới còn địa giới vốn đã thuộc về phật môn nhân giới nhỏ bé cả phật môn và ma tộc đều không coi trọng chỉ là một đám sâu kiến mà thôi giữ lại để làm gì dương phong nheo mắt lại ngoan nhân tiên đế tuệ quan tiên giới tiên yêu giới phật giới cả hệ thống trên người hắn nữa chúng có liên quan gì đến nhau hắn từ địa cầu đến đây, khiến thế giới vốn là tu võ này. Giờ đang chuyển biến thành thế giới tu tiên. Ngay sau đó, hắn lại gặp phải hàng loạt chuyện này. Là trùng hợp. Hay là do hệ thống sắp đặt, tại một vũ trụ xa xôi khác, Phật giới. Và Lam Phật môn. Chính điện. Tiếng tụng kinh vang vọng, Phật quan chói lọi. Toàn bộ chính điện được bao phủ bởi Phật quan, càng thêm tra nghiêm và thần thánh phật chủ già lam phật môn sa di la nhắm mắt ngồi trên đài sen hai bên chính điện bên trái là hàng trăm vị phật chủ trên mặt ai nấy đều mang nụ cười bên phải chính điện là ma tộc khoác áo choàng đen bởi vì áo choàng che kín nên không thể nhìn rõ dung mạo của bọn chúng chúng đang bàn bạc về việc phân chia tiên yêu giới và tiên giới hai bên nói chuyện rất vui vẻ đúng lúc này sa di la phật chủ đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt trong đôi mắt của hắn Phật quan màu vàng kim như hai mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Mọi người hai bên chính điện đều nhìn về phía Sa Di La. Tuệ quan đã chết, Sa Di La Phật chủ nói ra một câu khiến mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Tất cả đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tuệ quan là một trong bát đại kim cương, có thực lực Phật chủ cao dai. Hơn nữa, hắn không phải đi tìm ngoan nhân tiên đế sao, sao hắn lại chết được, Phật tổ, là ai làm? một vị lão phật đứng bên trái chính điện hỏi lúc này trong mắt sa di la tinh quang lóe lên rất nhanh lại trở về bình thường lại ở trong một tiểu vũ trụ cấp thấp lời này của sa di la vừa ra chúng phật và ma tộc đều chấn động trong một tiểu vũ trụ cấp thấp vậy mà lại có kẻ có thể giết chết tuệ quang xem ra tiểu vũ trụ này không hề đơn giản gia nam ngươi hãy đi một chuyến xem rốt cuộc là ai làm sa di la ra lệnh cho một nữ phật mặc áo trắng dung mạo xinh đẹp trong số các vị phật gia nam cảnh giới phật chủ đỉnh phong là một trong tứ đại hộ pháp của sa di la nghe sa di la phân phó gia nam bước ra khỏi hàng cung kính nói vâng phật tổ ngay lập tức gia nam hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mắt chúng phật sa di la nhìn bóng lưng gia nam rời đi ánh mắt tràn đầy mong đợi gia nam trong tiểu vũ trụ cấp thấp kia chắc chắn có tồn tại không tầm thường rốt cuộc là ai ở trong vũ trụ không gian nhỏ cấp thấp đó, hy vọng Gia Nam có thể điều tra rõ ràng, Dương Phong suy nghĩ hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn không có chút manh mối nào. Nếu đã không nghĩ ra, vậy hắn cũng không phí sức suy nghĩ nữa. Chuyện tới đâu hay tới đó. Bất kể là cố ý hay trùng hợp, đến lúc đó, Phật chắn giết Phật, ma chắn giết ma, Dương Phong tiến vào không gian hệ thống, kiểm tra phần thưởng lần này. Trong không gian hệ thống, xuất hiện thêm bốn vật phẩm tỏa sáng lấp lánh vật phẩm đầu tiên là phật quan tỏa ra ánh sáng vàng phật quan một tia sáng được tách ra từ trên người có thể khiến kẻ ngu muội tràn đầy phật tính vật phẩm nhiệm vụ không thể bán nhìn thấy vật phẩm nhiệm vụ dương phong cảm thấy thất vọng hừ hệ thống ngươi đúng là đồ lừa đảo đây rõ ràng là vật phẩm phần thưởng chứ không phải vật phẩm nhận được trong nhiệm vụ tại sao ngươi lại biến nó thành vật phẩm nhiệm vụ dương phong oán trách một hồi nhưng hệ thống không hề để ý tới hắn Hắn đành nuốt xuống sự không cam lòng, chuyển sang nhìn ba vật phẩm còn lại. Phật pháp, ghi lại các giáo lý của Phật môn và chân lý Phật giáo mà giáo lý thể hiện. Phật phẩm hữu duyên, giá bán 100 tỷ kim tệ. Sự xuất hiện của Phật pháp không nằm ngoài dự đoán của Dương Phong. Một vị Phật chủ đã bị hắn tiêu diệt, xuất hiện một vật phẩm Phật môn cũng không có gì lạ. Nhưng, chỉ là một bộ Phật pháp thôi, vậy mà lại có giá 100 tỷ kim tệ quá đắt rồi, đây không chỉ là vấn đề đắt đỏ, mà là quá mức vô lý. Ha ha, ký chủ, ngươi không biết đâu, đây gọi là Phật độ người giàu đấy, giọng nói của hệ thống vang lên. Dương Phong nghe xong liền ngẩn người. Cái này, cái này, nói quá đúng rồi còn gì? Đây đúng là lời vàng ngọc, Phật độ người giàu. Người hữu duyên với Phật Pháp này, đúng là kẻ xui xẻo. Dương Phong nhìn sang vật phẩm thứ hai. Thẻ bạc nâng cấp bí cảnh, có thể đồng thời nâng cấp 2 bí cảnh. Sau khi nâng cấp, số lượng người có thể vào bí cảnh sẽ tăng lên 50. không người. Tỷ lệ thời gian trong bí cảnh so với bên ngoài là 20 một Thời gian vào bí cảnh được điều chỉnh thành một canh giờ. Số lượng người có thể vào cửa hàng chi nhánh tăng lên 5. không người. Lưu ý, thẻ này chỉ có tác dụng với bí cảnh dành cho võ giả. Ồ, lại là thể nâng cấp bí cảnh, hiện tại bí cảnh đang hơi thiếu. Có thể nâng cấp này, ít nhất có thể để mọi người trải nghiệm bí cảnh nhiều hơn. Đặc biệt là tỷ lệ thời gian trong bí cảnh so với bên ngoài tăng lên, và tỷ lệ thời gian vào bí cảnh so với bên ngoài. Như vậy, số lượng người trong một bí cảnh ít nhất là 200. Không 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 người. Hai thế lực là khoảng 500. Không 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 người. Sau này, khi số lượng bí cảnh tăng lên số lượng người tham gia thử thách trong bí cảnh có thể tiếp tục tăng dương phong nhìn sang vật phẩm cuối cùng vật phẩm cuối cùng là một cánh cổng giống như cổng chùa của một thế lực đây cũng là lần đầu tiên cửa hàng xuất hiện loại vật phẩm này cổng sơn môn của tông môn một trong những kiến trúc của tông môn chuyên dùng cho đạo môn cổng sơn môn được trang bị tam tài huyển trận trận pháp phòng ngự và tấn công bảo vệ cổng sơn môn khỏi những kẻ quấy phá giá bán 50 mươi linh thạch hạ phẩm sau khi xem xong giới thiệu dương phong đang gõ tay lên tay viện ghế liền dừng lại hệ thống cổng sơn môn của tông môn có phải là vật phẩm cần thiết cho tông môn như ngươi đã nói không hệ thống đúng vậy sau khi được hệ thống xác nhận dương phong cười lớn trong lòng ha ha vừa mới nhắc tới không ngờ lại nhanh chóng xuất hiện như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm chủ nhân thích hợp cho yêu tâm Dương Phong vẫn luôn nghĩ đến vấn đề phần thưởng. Không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện kiến trúc tông môn. Hệ thống, toàn bộ trụ sở của một tông môn được tạo thành từ bao nhiêu kiến trúc nhỏ như vậy, Dương Phong xem kỹ, phát hiện cổng sơn môn chỉ là một trong những kiến trúc của tông môn. Vậy toàn bộ trụ sở của tông môn được tạo thành từ bao nhiêu kiến trúc như vậy, hệ thống, từ 36 đến 81 kiến trúc, nghe hệ thống nói, Dương Phong không thể tin được. Cái gì? Còn có 81 kiến trúc, 81 kiến trúc, vậy toàn bộ trụ sở tông môn này phải lớn đến mức nào? Hệ thống nhìn Dương Phong chỉ với 81 kiến trúc mà đã khiếp sợ đến mức này, thật sự là hận sắc không thành thép. Không phải chỉ là 81 kiến trúc thôi sao, ngươi kích động cái gì? Những thứ này chẳng qua chỉ là trụ sở tông môn cấp thấp nhất mà thôi. Ký chủ, đây chỉ là trụ sở của tông môn thế lực sơ cấp, nếu là trụ sở của tông môn thế lực cao cấp, vậy thì phải do hàng nghìn hàng vạn kiến trúc cấu thành, hệ thống tức giận nói. So với trụ sở tông môn thế lực đỉnh cấp thực sự trong hệ thống, nơi này ngay cả một đứa cháu chắc cũng không bằng. Dương Phong im lặng hồi lâu, hắn bị chấn động rồi. Hàng nghìn hàng vạn kiến trúc, chẳng lẽ hệ thống tính cả nhà xí vào sao? Với kiến thức của Dương Phong, thật sự không thể tưởng tượng nổi một tông môn thế lực có hàng vạn kiến trúc sẽ như thế nào. Sơn môn này là dành riêng cho đạo môn, chỉ có thế lực đạo môn mới có thể sử dụng. Hiện tại đạo môn chỉ có một mình toàn chân giáo vậy thì giao sơn môn này cho bọn họ đi trưởng giáo huyền linh của toàn chân giáo đang ở trong nơi ở bên hồ thiên ba dương phong trực tiếp truyền âm qua bảo hắn lập tức đến bên cạnh mình chỉ trong chốc lát huyền linh đã vội vã chạy đến bên cạnh dương phong huyền linh bái kiến tổ sư huyền linh vừa đến liền hành lễ dương phong gật đầu lấy sơn môn từ trong hệ thống ra ném cho huyền linh huyền linh vội vàng tiếp lấy sơn môn mà dương phong ném tới vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn hiện tại vật phẩm này chỉ có toàn chân giáo là thích hợp năm vạn linh thạch hạ phẩm đồng thời dương phong nói cho huyền linh biết sơn môn này là cái gì có tác dụng gì huyền linh càng nghe tay cầm sơn môn càng siết chặt tổ sư vậy phải sử dụng như thế nào à huyền linh nhìn sơn môn trong tay hai mắt sáng rực nếu toàn chân giáo có sơn môn như vậy trước tiên không nói đến những thứ khác nhưng về mặt mũi thì quá đủ rồi không có một sơn môn ra hồn còn có thể gọi là đại thế lực sao, bây giờ sẽ cho mọi người biết sự khác biệt giữa toàn chân giáo và những thế lực khác. Thế nào mới là đại thế lực thực sự, chỉ cần ngươi nhỏ máu tươi lên trên, tự nhiên sẽ biết cách thao tác sau đó. Dương Phong nhẹ giọng nói. Hắn cũng là sau khi hỏi hệ thống mới biết được. Huyền Linh nhỏ một giọt máu tươi lên Sơn Môn. Trong nháy mắt đó, Sơn Môn lóe lên một luồng bạch quang. Trên tấm biển vốn trống không của Sơn Môn, lúc này xuất hiện thêm ba chữ lớn màu vàng kim lấp lánh. Toàn chân giáo, huyền linh kích động đến mức hai tay rung lên. Sau khi trả linh thạch xong, huyền linh cảm tạ rối rít rồi rời đi. Trung Nam Sơn Tồn chân giáo Chỗ Sơn Môn Sau khi huyền linh trở về toàn chân giáo, liền cho gọi tất cả đệ tử và trưởng lão của toàn chân giáo đến Sơn Môn tập hợp. Nói là có thứ tốt cho mọi người xem. Huyền Linh không chỉ gọi toàn bộ toàn chân giáo đến, mà còn mời rất nhiều thế lực khác đến cùng xem. Trưởng giáo, là thứ tốt gì mà cần chúng ta phải đến tận Sơn Môn để xem vậy, đại trưởng lão của toàn chân giáo khó hiểu nhìn Huyền Linh. Chờ một lát nữa các ngươi sẽ biết, Huyền Linh mỉm cười, lát nữa sẽ cho các ngươi biết Sơn Môn do tổ sư xuất phẩm lợi hại đến mức nào. Mọi người nhìn bộ dạng thần bí của trưởng giáo, đều tràn đầy mong đợi. Thế nhưng, ngay sau đó chuyện khiến mọi người há hốc mồm đã xảy ra, chỉ thấy Huyền Linh vung tay lên, lớn tiếng phân phó các đệ tử toàn chân giáo. Người đâu, phá hủy sơn môn này cho ta, Huyền Linh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn Huyền Linh. Phá hủy sơn môn, trưởng giáo, người muốn làm gì vậy, đây là bộ mặt của toàn chân giáo chúng ta, sao có thể nói phá hủy là phá hủy được, sau khi hết kinh ngạc, đại trưởng lão của toàn chân giáo lập tức lên tiếng phản đối. Đúng vậy trưởng giáo, không được, không được đâu, các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng khuyên can hôm nay trưởng giáo bị làm sao vậy tự nhiên lại muốn phá hủy sơn môn của mình chứ các đệ tử toàn chân giáo nhìn thấy cảnh này đều ngây người huyền linh trưởng giáo này có phải là điên rồi không sao tự nhiên lại muốn phá hủy sơn môn chứ có phải huyền linh trưởng giáo bị kích thích gì rồi không có phải là tu luyện gặp vấn đề rồi không những người của các thế lực khác được mời đến sau khi thấy cảnh này đều nhìn nhau bàn tán xôn xao phần lớn đều cho rằng huyền linh chắc là đầu óc có vấn đề gì rồi nhưng cũng có người có quan điểm khác nói không chừng huyền linh trưởng giáo có dụng ý khác nếu không sao người lại cho người phá hủy sơn môn này chứ chắc là vậy rồi với cảnh giới của huyền linh trưởng giáo tuyệt đối không thể nào là tu luyện xảy ra vấn đề chúng ta cứ kiên nhẫn xem tiếp thì sẽ biết huyền linh nhìn thấy tất cả cười ha hả ha ha các vị trưởng lão đừng hoảng ta làm như vậy là có lý do lát nữa các ngươi sẽ biết các trưởng lão nhìn huyền linh nghiêm túc như vậy tạm thời yên tâm nhưng nhìn sơn môn bị phá hủy trong lòng vẫn thấy bất an trong lòng dường như có thứ gì đó đang rời xa bọn họ. Sau khi các đệ tử toàn chân giáo phá hủy xong sơn môn, Huyền Linh đi đến trước mặt sơn môn, lớn tiếng nói với mọi người, mọi người hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ, nói xong, trong tay Huyền Linh xuất hiện sơn môn do cửa hàng xuất phẩm, chỉ về phía trước, quát lớn, sơn môn toàn chân giáo, hiện. Cùng lúc đó, sơn môn trong tay Huyền Linh biến mất. Mà ở phương hướng mà Huyền Linh chỉ, một hư ảnh sơn môn cao lớn hùng vĩ chậm rãi hiện ra. Lúc này, hai mắt mọi người đều trợn tròn, vẻ mặt như gặp ma. A, à, đây là, đây là cái gì? Cho dù là trưởng lão, đệ tử của toàn chân giáo, hay là những người của các thế lực được mời đến. Vào lúc này, phản ứng của bọn họ đều giống nhau, chờ đến khi sơn môn cao lớn hùng vĩ kia hoàn toàn ngưng tụ, hiện ra trước mắt mọi người, mọi người mới hiểu vì sao Huyền Linh trưởng giáo lại muốn phá hủy sơn môn ban đầu. Ba chữ, toàn chân giáo, phía trên sơn môn không chỉ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, mà còn có một loại khí chất khó tả xen lẫn trong đó. Nếu có người nhìn chằm chằm vào ba chữ Toàn Chân Giáo, có thể cảm nhận được một chút uy áp của thiên địa. Toàn Chân Giáo uy nghiêm, không thể xâm phạm, trưởng giáo, sơn môn này, sơn môn này là, rất nhanh, các trưởng lão của Toàn Chân Giáo liền tỉnh táo lại, nhao nhao vây quanh Huyền Linh hỏi. Nụ cười đắc ý trên mặt Huyền Linh nở rộ. Ha ha, đây là một trong những kiến trúc sơn môn của tông môn thế lực do cửa hàng xuất phẩm. Trong sơn môn này, có Tam Tài Huyễn Trận và trận pháp công kích liên hợp, cho dù là siêu thần đến cũng không vào được sơn môn của toàn chân giáo chúng ta. Huyền Linh không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra lai lịch của sơn môn và một số công năng của nó. Tam Tài Huyễn Trận và trận pháp công kích liên hợp. Mọi người nghe Huyền Linh giới thiệu về sơn môn, từng người đều trợn tròn mắt, không thể tin được. Đây chỉ là một trong những công năng của sơn môn toàn chân giáo chúng ta. Huyền Linh nói thêm vào, Trưởng giáo, sơn môn này còn có công năng gì nữa? Sau khi Huyền Linh nhỏ máu nhận chủ sơn môn, những công dụng cụ thể của sơn môn đều xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng Huyền Linh không định nói ra công dụng cụ thể của sơn môn ở đây, chỉ nói là đợi sau khi về tông môn sẽ nói rõ chi tiết với mọi người. Nhìn thấy những người của các thế lực khác sau khi trao đổi ánh mắt với nhau định rời đi, Huyền Linh cười ha hả, ha ha, các ngươi không cần đi xem nữa đâu, sơn môn này chỉ có một cái, đã bị ta mua rồi. Các thế lực khác nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Hơn nữa, sơn môn còn phân chia theo lưu phái, cho dù có, nếu không phù hợp với lưu phái của thế lực các ngươi, thì thế lực của các ngươi căn bản không dùng được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy mơ hồ, lưu phái, lưu phái là gì? Huyền linh trưởng giáo, sơn môn này còn phân chia theo lưu phái sao? Lưu phái này là gì vậy? Đúng vậy, Huyền linh trưởng giáo, lưu phái là gì? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua vậy? Mọi người nhao nhao vây quanh Huyền linh đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến lưu phái. Thực ra ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe tổ sư thỉnh thoảng nhắc đến một hai câu thôi, huyền linh thu lại nụ cười tươi rói của mình. Bảo hắn giải thích cụ thể lưu phái là gì, hắn cũng không nói rõ được, chỉ có thể giải thích qua loa. Các tông môn thế lực này có rất nhiều lưu phái, ví dụ như toàn chân giáo chúng ta, thuộc về đạo môn. Ngoài đạo môn ra, còn có Phật môn, Ma môn, Kiếm môn vân vân. Sau khi nghe Huyền Linh nói như vậy, mọi người cũng hiểu được một chút cực gật đầu thì ra là vậy thực ra trong lòng mọi người chẳng hiểu gì cả nếu nói mình không hiểu đến lúc đó bị người khác cười nhạo thì phải làm sao mọi người đều gật đầu ngươi không gật đầu chẳng phải là chứng minh ngươi kém hơn người khác sao cứ như vậy khiến cho mọi người không dám nói cũng không dám hỏi chỉ có thể gật đầu để hóa giải sự xấu hổ trong lòng mọi người cũng không vội dù sao bọn họ không biết cũng không sao đến lúc đó dương trưởng quỷ sẽ giải thích cho bọn họ nghe. Huyền Linh nhìn thấy mọi người gật đầu, nhưng vẻ mờ mịt trong mắt không thể nào giấu được. Thầm cười trong lòng, tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng vội, sau này cửa hàng sẽ xuất hiện các loại tâm pháp và giáo nghĩa của các lưu phái. Chỉ cần các ngươi tu luyện tâm pháp và giáo nghĩa của những lưu phái này, sẽ trở thành thế lực của lưu phái đó, nghe Huyền Linh nói vậy, mọi người cũng hiểu ra một chút. Chỉ cần tu luyện công pháp của lưu phái đó, là có thể trở thành thế lực trong lưu phái đó. Đa tạ huyền linh trưởng giáo, mọi người nhao nhao nói lời cảm tạ rồi rời đi. Hắn muốn mang chuyện này về, để người trong tông môn luôn chú ý đến chuyện này. Phải nhìn chằm chằm vào tủ hàng bên cạnh quầy. Nếu phát hiện vật phẩm tương tự, trước tiên phải chiếm giữ vị trí, ngăn cản người khác, sau đó lập tức báo cho trưởng lão trong môn. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện về kiến trúc tông môn thế lực được lan truyền ồn ào huyên náo khắp năm đại lục càng nhiều thế lực đến Trung Nam Sơn, toàn chân giáo để xem kiến trúc thế lực do cửa hàng xuất phẩm trông như thế nào. Ngày hôm sau, trong một tiểu viện bên Hồ Thiên Ba, bên trong một căn phòng luyện công, vương bàn tử vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, cười ha hả. Ha ha, ha ha, cuối cùng bàn gia ta cũng trở thành tu tiên giả rồi. Vương bàn tử cười không ngừng, gia chủ vương gia hắn, vương cường, bây giờ đã là một tu tiên giả chân chính rồi. Một tháng trước, trong bí cảnh thí luyện, vương bàn tử tình cờ thu thập đủ bộ ba tu tiên. Sau một tháng chuyên tâm tu luyện, hôm nay hắn rốt cuộc đã chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành ngũ hành linh lực, trở thành một tu tiên giả thực thụ. Thần thức vừa phóng ra, toàn bộ cảnh tượng trong tiểu viện và xung quanh đều hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hắn muốn đi ra ngoài hô to ba tiếng, nói cho mọi người hắn đã trở thành tu tiên giả, dương oai một chút. Ngay khi vương bàn tử đứng dậy, muốn đẩy cửa phòng ra, giọng nói của vương kính hề vang lên. Bàn tử, ta khuyên ngươi nên điệu thấp, vương bàn tử khinh thường biểu môi, bàn gia ta đã thành tu tiên giả rồi, còn điệu thấp cái gì? Hiện tại chính là lúc nên cao điệu, hì hì, đó là đương nhiên, đạo lý im hơi lặng tiếng phát tài này bàn gia ta vẫn biết, nhưng mà, bàn gia ta bây giờ là tu tiên giả, vì sao phải điệu thấp chứ? Vương bàn tử cực kỳ khinh thường, hắn đã điệu thấp một tháng rồi. Niềm vui sướng trong lòng cũng kìm nén một tháng rồi, hắn không muốn chịu đựng nữa. Hiện tại hắn muốn nói cho mọi người biết, ta, vương bàn tử là tu tiên giả rồi, ha ha, ngươi hiện tại biết pháp thuật của tu tiên giả sao? Lời nói tiếp theo của vương kính hề làm vương bàn tử sửng người, lời này là có ý gì? Sợ có người đến đối phó mình, chật, ta sợ cái gì? Có lẽ ta không phải đối thủ, chẳng phải còn có vương kính hề sao? Vương kính hề so với trước kia đã khác rồi, lần trước trong hoạt động ta đã có được một tấm lệnh bài hóa long. Vương Kính Hề đã ở trong hóa long trì, bây giờ đã có huyết mạch giao long. Chờ huyết mạch giao long của hắn ổn định lại, vậy thì chính là linh thú rồi. Không phải còn có ngươi sao, bàn gia ta sợ gì chứ, vương bàn tử càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, mình là tu tiên giả, ma sủng của mình lại biến thành linh sủng. Bàn gia ta cũng muốn nói, ngoại trừ dương trưởng quỷ ra, còn có ai ngu bức như bàn gia ta, còn có ai nữa. Ha ha, nếu là những bằng hữu xấu của ngươi muốn thử thực lực của ngươi, ta sẽ không ra tay, cho dù ngươi bị đánh thành đầu heo, Hề gia ta cũng tuyệt đối không ra tay giúp đỡ. Lời này của Vương Kính Hề khiến Vương Bàn Tử sững sờ. Đúng vậy, nếu là người có ác ý đến đối phó Bàn gia ta, vậy phải qua cửa ải Vương Kính Hề trước. Nếu là mấy tên bằng hữu xấu kia của mình, Vương Kính Hề tuyệt đối sẽ không ra tay. Hơn nữa còn ở bên cạnh vỗ tay hò reo, còn dạy bọn họ cách đối phó mình như thế nào loại chuyện này vương kính hề tuyệt đối làm được ngươi nói cũng không phải không có lý vương bàn tử sờ sờ cầm vậy ngươi nói phải làm sao ngươi cứ điệu thấp vài ngày đợi học được vài môn pháp thuật rồi hẳn vênh váo cũng không muộn vương kính hề vì sức khỏe thể chất và tinh thần của vương bàn tử vẫn là nên điệu thấp vài ngày chờ ngày nào đó học được vài môn pháp thuật vậy thì không cần phải sợ nữa đuôi cũng có thể vểnh lên rồi cũng đúng vương bàn tử gật đầu đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì vẻ mặt đầy mong đợi không biết lưu sa thuật kia có người mua chưa hiện tại bàn gia ta có linh thạch rồi cũng đã trở thành tu tiên giả nếu lưu sa thuật kia chưa có người mua vậy thì sau này nó sẽ mang họ vương vương bàn tử vỗ tay mạnh một cái đẩy cửa ra chạy về phía cửa hàng sau khi đến cửa hàng vương bàn tử đầu tiên nhìn thấy quyển lưu sa thuật trong tủ hàng ha ha vẫn còn lưu sa thuật vẫn còn bàn tử kích động muốn chết tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy trong hoạt động trung thu hắn đã có được lệnh bài hóa long vương kính hề phát hiện một mỏ linh thạch nhỏ trong bí cảnh thí luyện ma thú mình lại vô tình có được ba món đồ cần thiết cho tu tiên sau khi mình thành công trở thành tu tiên giả lưu sa thuật đã xuất hiện từ mấy tháng trước bây giờ vẫn còn nằm yên trong tủ hàng hắn không hiểu vì sao mấy tháng trôi qua rồi mà lưu sa thuật vẫn chưa có ai mua nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tốn công suy nghĩ chuyện này. Hôm nay Dương Phong không nghỉ ngơi dưới gốc liễu mà ngồi trong quầy. Hắn nhìn thấy vương bàn tử thì sững sờ. Ta, đi, khoảng thời gian này không gặp, vương bàn tử vậy mà đã trở thành tu tiên giả, với tính cách của vương bàn tử, không nên điệu thấp như vậy chứ, bên ngoài vậy mà không có chút tin tức nào. Dương trưởng quỷ, ta muốn mua lưu sa thuật, vương bàn tử đi tới bên quầy, lấy thẻ hội viên của mình ra, kích động nói, không tệ nha bàn tử, vậy mà lặng lẽ trở thành tu tiên giả rồi. Dương Phong có thể nói là phải nhìn vương bàn tử bằng con mắt khác xưa, tên này vậy mà có thể nhận được việc này. Giấu kín chuyện mình trở thành tu tiên giả đến tận bây giờ. Hắc hắc, điệu thấp điệu thấp, bàn tử ta bình thường đều làm việc một cách điệu thấp. Được Dương Phong khen ngợi, bản tính của vương bàn tử lập tức lộ ra. Dương Phong đã sớm biết người có duyên với lưu sa thuật là vương bàn tử cho nên khi vương bàn tử muốn mua lưu sa thuật, cũng không kinh ngạc. Cầm lấy, Dương Phong quẹt thẻ xong, cầm lưu sa thuật đặt lên quầy. Đa tạ, Dương trưởng quỷ, vương bàn tử vội vàng cầm lấy, nâng niu như bảo bối mà vuốt ve. Khóe miệng còn xuất hiện một giọt nước miếng trong suốt. Kính hề cũng không tệ, huyết mạch giao long càng ngày càng ổn định. Dương Phong nhìn thấy vương kính hề đang quấn trên cổ tay vương bàn tử, cũng gật đầu khen ngợi, Chuyện Vương Kính Hề có được huyết mạch giao long ở Hóa Long Trì, hiện tại mọi người đều biết. Chỉ cần hắn luyện hóa toàn bộ huyết mạch giao long, sau khi ổn định lại là có thể trở thành linh thú. Tất cả những điều này đều là công lao của trưởng quỷ, nếu không có Hóa Long Trì của trưởng quỷ, Kính Hề không biết còn phải mất bao lâu nữa mới có thể hóa thành giao long. Vương Kính Hề bay ra khỏi cổ tay Vương Bàn Tử, vẻ mặt cảm kích nhìn Dương Phong nếu không có Hóa Long Trì, hắn không biết còn phải mất bao lâu nữa mới có thể tiến hóa cho dù có tiến hóa cũng chưa chắc có được huyết mạch giao long. Vương bàn tử nghe vậy, lấy lại tinh thần từ trong vui sướng, vẻ mặt u oán nhìn vương kính hề, đại ca, là chủ nhân ngươi có được lệnh bài hóa long đấy, một câu nói của ngươi đã xóa bỏ công lao của chủ nhân ta rồi. Cho dù chủ nhân bàn tử ta không có công lao thì cũng có khổ lao chứ, ngươi cũng không thể không nhắc đến ta một chữ nào chứ, ha ha, tuy là vậy, nhưng công lao của chủ nhân ngươi, bàn tử cũng không nhỏ. Dương Phong nhìn thấy vẻ mặt u oán của Vương Bàn Tử, cười ha ha, nhắc nhở Vương Kính Hề đừng quên công lao của Bàn Tử. "Không sai, ta đã có được lệnh bài hóa long, mới cho ngươi cơ hội trở thành giao long." Vương Bàn Tử thừa dịp nói. "Ha ha, nếu không có vận may ta mang đến cho ngươi, ngươi có thể có được lệnh bài hóa long sao? Không có vận may ta mang đến cho ngươi, ngươi có thể trở thành tu tiên giả sao? Hơn nữa, ta đã lấy được hơn 8 vạn viên hạ phẩm linh thạch từ trong bí cảnh." ngươi mới có thể mua được lưu sa thuật này, vương kính hề thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía hộp lưu sa thuật trong tay vương bàn tử. Được rồi, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại được chưa, vương bàn tử vẻ mặt bất đắc dĩ, linh sủng này hoàn toàn khắc chế hắn. Làm chủ nhân mà làm đến mức này, cũng không còn ai khác, nhưng mà, sau khi hắn xem lưu sa thuật xong, liền cười ngây ngô. Hì hì, có lưu sa thuật rồi, ta còn sợ cái gì nữa, vương bàn tử trực tiếp lấy ngọc giảng lưu sa thuật ra, học ngay tại chỗ. Dương trưởng quỷ, chúng ta đi trước, sau khi học xong lưu sa thuật, vương bàn tử chào tạm biệt Dương Phong, vênh váo đi về phía khu vực dịch chuyển của cửa hàng. Đi đến nơi mà mấy người bạn thường tụ tập, thấy mấy bằng hữu tốt đều ở đó. Vương bàn tử vội vàng hô to, ha ha ha, bàn gia ta đã trở thành tu tiên giả rồi, các ngươi mau đến chúc mừng bàn gia ta, vương bàn tử nói xong thì chống nạnh, chờ đợi mọi người đến nịnh nọc khen ngợi mình. Cái gì? bàn tử ngươi nói cái gì ngươi ngươi trở thành tu tiên giả từ khi nào vậy sao không hề lộ ra chút tin tức nào vương bàn tử lập tức bị mọi người vây quanh sau một hồi hỏi han mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn vương bàn tử hh bàn gia ta hôm nay mới chính thức trở thành tu tiên giả thế nào có lợi hại không các ngươi nói xem có lợi hại không mọi người thấy vương bàn tử đắc ý trước tiên là thật lòng chúc mừng hắn nhưng mà bọn họ lại rất khó chịu với vẻ mặt đắc ý này của vương bàn tử đạm đài tuấn phong nheo mắt lộ ra vẻ mặt không có thiện chí bàn tử nghe nói thực lực của tu tiên giả cao hơn chúng ta những võ giả rất nhiều vậy thì để chúng ta được mở mang tầm mắt một chút ngươi đã trở thành tu tiên giả rốt cuộc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu đạm đài tuấn phong nghe bàn tử nói hôm nay mới chính thức trở thành tu tiên giả như vậy chứng tỏ vương bàn tử hiện tại còn chưa biết các thủ đoạn công kích của tu tiên giả Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đánh hắn, nếu đợi hắn học được thủ đoạn công kích của tu tiên giả, đến lúc đó cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vương Bàn Tử. Mọi người nghe Đạm Đài Tuấn Phong nói vậy, đều đồng ý, đều muốn đi lĩnh hội phong thái của tu tiên giả một chút, được, không thành vấn đề, nhưng nơi này không phải là chỗ để tỉ thí, đi, chúng ta ra ngoài, Vương Bàn Tử nói xong, đi ra ngoài khu vực cửa hàng. Trong khu vực cửa hàng, ngoại trừ Lôi Đài thì không được phép động thủ hiện tại bên lôi đài, bọn họ cũng không chen vào được, chỉ có thể ra ngoài khu vực cửa hàng để tỉ thí, rất nhanh, một đám người đã đi đến bên ngoài khu vực cửa hàng. Vương bàn tử nhìn những bằng hữu xấu này của mình, cười ha hả. Ha ha, tốt, tốt, để cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của tu tiên giả, hắc hắc, nếu bàn gia ta không có chuẩn bị, thì sao có thể vênh váo như vậy chứ, vậy chúng ta phải cùng lên rồi, lão an lộ ra đuôi cáo, đây là lần đầu tiên bọn họ liên thủ đánh bàn tử, đây cũng có thể là lần cuối cùng bọn họ liên thủ đánh bàn tử lúc này vương bàn tử vô cùng phấn chấn ha ha các ngươi cùng lên đi vương bàn tử ta có gì phải sợ bộ dạng của vương bàn tử lúc này thật là bá khí tóc dài trên đầu không gió mà bay y phục tung bay mọi người lên đi đánh cho bàn tử một trận nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa lão an hô to một tiếng xông lên trước ha ha một đám rác rưởi hôm nay để cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của tu tiên giả vương bàn tử cười lạnh liên tục nâng chân phải lên giẫm mạnh xuống đất xông lên đi người các cấp tiến đột nhiên mặt đất trước mặt vương bàn tử rung chuyển từng người đất khổng lồ do các đất tạo thành từ dưới đất chui lên xông về phía đám người lão an ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên a a a còn bảy ngày nữa là đến tết đèn lồng mừng năm mới được treo khắp các thành trì trên năm đại lục năm đại lục của thế giới huy hoàng thống nhất ngày tết càng gần tết không khí tết càng đậm đà bất kể là trong thành hay ngoài thành đều tràn ngập không khí đón năm mới lúc này cả trong lẫn ngoài cửa hàng duyên đến duyên đi đều được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc đỏ cùng các loại đồ trang trí năm mới khác đây là hệ thống tự động trang trí vào hôm nay nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha